Hãy cùng tư vấn du học GSE tìm hiểu về trường Đại học Deakin, Úc. Là một trong những trường đại học công lập lớn nhất của Úc. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Deakin University nhận được sự chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp. Môi trường học tập của Đại học Deakin hỗ trợ khuyến khích việc học tập độc lập và hợp tác. Trường ưu tiên duy trì các mối quan hệ trong ngành điều này đảm bảo rằng tất cả mọi thứ bạn học là hiện đại và phù hợp với nghề nghiệp tương lai của bạn. Trong gần 50 năm qua, với kinh nghiệm giảng dạy cho hơn 53.000 sinh viên mỗi năm, cùng với sự đầu tư nghiên cứu các chương trình giảng dạy cho sinh viên. Trường đã đạt được nhiều giải thưởng và được quốc tế công nhận. Trường nằm trong top 2% các trường đại học. Được đánh giá từ 17.000 trường đại học trên toàn thế giới theo ba bảng xếp hạng uy tín The Academic Ranking of World University, Times Higher Education World University Ranking and QS World University Ranking vị trí thuận tiện và cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại. Đi Kim có bốn cơ sở tuyệt vời trên khắp Victoria tại Melbourne, Bugut, Yellow Waterfall, Yellow Unthons và Hoa Mỗi địa điểm cung cấp trải nghiệm học tập độc đáo nơi sinh viên có thể truy cập các công cụ và công nghệ mới nhất với khuôn viên. Thư viện, các câu lạc bộ thể thao xã hội, khu mua sắm, các cửa hàng đồ dùng gần trường, khu tập thể thao, gym, phương tiện giao thông công cộng bãi đổ xe hình thành cho sinh viên môi trường sống tốt nhất với những sinh viên quốc tế lần đầu tiếp cận nền giáo dục của úc trường sẽ có rất nhiều hỗ trợ tuyệt vời giúp họ sớm vượt qua các rào cản về ngôn ngữ văn hóa để hòa nhập với môi trường học tập mới cụ thể như dịch vụ đưa đón từ sân bay miễn phí tham gia các hội thảo định hướng cho sinh viên đầu năm tham gia các sự kiện xã hội giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với cuộc sống và việc học tập tại trường các cố vấn sinh viên là những sinh viên khóa trên có nhiều kinh nghiệm vượt qua những khó khăn, thử thách ban đầu luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong học tập cũng như các vấn đề về cuộc sống bên ngoài. Bạn có thể được tư vấn qua điện thoại, hay đặt một cuộc hẹn riêng với tổ tư vấn hay đơn giản chỉ là ghé thăm trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế ISA và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích. Có hơn 150 câu lạc bộ về thể thao, học thuật, sức khỏe, tôn giáo mà sinh viên có thể tham gia. Đây là một cách tuyệt vời để gặp gỡ. Kết bạn với những con người mới có thể hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình học tập và trong cuộc sống. kim Medical Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe cho sinh viên đặt tại tất cả các campus. Sinh viên được tư vấn y tế miễn phí, nghiêm ngặt và đảm bảo bí mật về mặt thông tin khách hàng. Hầu hết các chi phí y tế đều được bảo hiểm y tế sinh viên Osherker chi trả các nhân viên an ninh túc trực 24-7 để đảm bảo an toàn cho sinh viên. Safejone là một ứng dụng điện thoại miễn phí cho tất cả sinh viên và nhân viên đi kìm kết nối với nhau để hỗ trợ về mặt thông tin nếu có tình huống bất ổn xảy ra. Có nhiều hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật được cung cấp bởi Trung tâm Tài nguyên, GRK, hay tạo ra một nền văn hóa đa dạng. Hòa nhập bằng mạng Ali giúp nâng cao nhận thức về cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới. Bạn quan tâm nhiều nhất đến điều gì sau khi tốt nghiệp? Chắc chắn đó là cơ hội việc làm. Và để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, Dickinson đã có nhiều hỗ trợ mang tính chiến lược giúp sinh viên của trường có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động của Úc cũng như thị trường lao động thế giới. Cụ thể như, Dickinson ten cung cấp chuyên gia hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp và giúp đỡ sinh viên kết nối với các nhà tuyển dụng. LinkedIn cung cấp một loạt các chương trình và các dịch vụ để bạn có thể lập kế hoạch tốt cho tương lai và có thể bắt đầu đi đúng con đường mình vạch ra như xác định và quảng bá thương hiệu cá nhân. Tạo hồ sơ LinkedIn để nổi bật, hướng dẫn viết CV, thư xin việc hiệu quả, các buổi phỏng vấn giả định. Chương trình nghề nghiệp DIS được thiết kế đặc biệt cho sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp cung cấp các hội thảo về nghề nghiệp Kết nối các nhà tuyển dụng và các cựu sinh viên thành công để hỗ trợ họ về hành trình sự nghiệp sắp tới. Freelancing là một sáng kiến thú vị được thiết kế để phát triển sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc thông qua cơ hội trải nghiệm công việc. Hấp sắp xếp sinh viên vào các vị trí cụ thể ở các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức ngoài cộng đồng để rèn luyện các kỹ năng như giao tiếp, hợp tác, sáng tạo và tư duy phản biện. Các vị trí thực tập được mở cho sinh viên trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng các vị trí sẽ bị giới hạn. Deakin University được thành lập năm 1970 là một trong những viện đại học lớn nhất ở Úc. Với gần 50 năm kinh nghiệm và giảng dạy cho hơn 53.000 sinh viên mỗi năm, trường Deakin University tạo ra một môi trường học tập có tầm ảnh hưởng tới tư duy cá nhân của mỗi sinh viên. Trường luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển cho sinh viên thông qua việc thiết lập quan hệ đối tác với các nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp. Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các trường đại học và các tổ chức trên toàn thế giới. Deakin University là trường đại học ở bang Victoria. Có bốn cơ sở tọa lạc tại Melbourne, Geelong, Long, Wanambo. Melbourne Buwuk, Campus là campus lớn nhất của Deakin, cách khu trung tâm thương mại Melbourne 30 phút đi xe. Yelong Unpos Campus là khu học xá đào tạo về Engineering and Medical. Campus này nổi bật với trung tâm thể thao đi kim sở Elite Sport Racing với sân bóng bầu dục đạt tiêu chuẩn quốc gia và FIFA. Sân bóng rổ, điền kinh. Yelong Waterfront Campus nằm ở vịnh Corio, trung tâm Yelong, cách Melbourne một giờ đi xe. Campus này vừa mang vẻ đẹp cổ kính và hiện đại tạo ra một không gian hấp dẫn. Sáng tạo cho sinh viên. Wanambo Campus, có diện tích 94 hecta, nằm phía tây của Melbourne, gần ngay các điểm tham quan du lịch. Bãi biển lướt sóng của Úc Victoria là bang đông dân nhất Úc có thủ phủ là thành phố Melbourne tập trung 70% dân số của bang. Gershare là công ty tư vấn du học uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các bạn học sinh và các bậc phụ huynh nếu có câu hỏi hãy liên hệ ngay Gershare để được tư vấn miễn phí nha.